ta là thần nông của thời đại mới, thời 4.0. Ta là thần nông, ta chỉ hành mang kiến thức tới nông dân. Ta là thần nông của thời đại mới, thời 4.0 anh nhé. Ơi, thấm thoát mà 7 năm rồi ông xa mẹ con tôi. Tôi buồn lắm chứ. Mới đầu tôi nghĩ mình không vượt qua được, nhưng có con là động lực cho nên là tôi vượt được. Bây giờ nhìn chiếc nhẫn nhớ ông. Mà ông yên tâm đi, mẹ con tôi sống tốt lắm, sớm giềng ai cũng thương hết đó. Tôi kể ông nghe, năm nay tôi trúng mùa lớn lắm nha. Nhưng mà công đầu á, mà lớn nhất là của chú Ba Cùng, của cái hội chú Ba đó. Cho nên á, là tôi tính như vậy. À đúng rồi, tôi tính á, là tôi sẽ tặng cho chú Ba cái chiếc nhẫn kiểu này, để mang ơn chú. Nhờ chú mà năm nay tôi trúng mùa lớn lắm. À, để gọi là cảm ơn chú Ba. Tôi nghĩ là ông cũng đồng ý với tôi thấy không? Hiểu. Có gì vậy? Trợ lý em đây nè, cướp đâu mà cướp. Cô trợ lý, cô làm tôi hết hồn à. Cha, mới trúng có con vụ lúa mà coi bộ sắm vàng quá trời ha. Trời ơi, tao nói năm nay tôi trúng lớn. Dạ. Cho nên là sắm con túi chưa nhiều. Đâu có quá trời đâu. Đâu có nhiều. Ủa? Nhưng mà em nói cho chị nghe nè. Mà cô trợ lý đi đâu đường này? Em đi ra thăm ruộng với bà con nè. Rồi cái hay là chị trúng mùa, cho nên là qua chúc mừng. Cảm ơn cô. Em nói chị nghe nè, mai mốt á mà mình có đếm vàng á ha, mình chui tuốt trong buồng á, đậy kín cửa lại đếm cho nó an toàn. Chứ chị ngồi đây vậy em sợ ai mà đi qua thấy được á là nguy hiểm á nghe. Dạ. À, quên nữa, nhắc vụ vàng tôi mới nhớ. Sao? Cô thư ký đi ra ruộng đúng không? Dạ. Cô sẵn gặp chú Ba á, cái cô gửi giùm tôi món quà được không? Gửi quà gì? À đây nè, cô tặng cho chú Ba chiếc nhẫn này giùm tôi. Ê trời, không được đâu. Sao chú vậy? Ba không có nhận đâu. Ừ, tôi nghĩ không có nhiêu vàng đâu. Nó là cái nhẫn kiểu. Nói nào ngay tôi nhờ chú Ba và chương trình cùng nông dân ra đồng đã giúp tôi có cái vụ mùa năm nay được trúng lớn. Chị đừng có lo, đó là nhiệm vụ của các anh Ba Cùng, luôn sát cánh với người dân, hướng dẫn những kỹ thuật canh tác tốt nhất để mà bà con mình trúng vụ mùa mà. Dạ, cho nên là cô gửi giùm tôi nghe. Bây giờ em nói cho chị Út nghe. Sao? Em sẽ giữ ở đây. À, cô giữ đi. Em ra ruộng em kiếm anh Ba. Ừ. À, nếu mà anh Ba không nhận á, là em trả lại à nha. Ừ, cũng được. Mà tôi hy vọng là chú Ba nhận giùm tôi để cho tôi vui. Rồi, vậy thôi bây giờ em chạy ra ruộng kiếm chú Ba một cái. Dạ, dạ. Cảm ơn cô trợ lý nghe. Rồi, em đi nha. Mừng quá. Hy vọng năm nào cũng trúng lớn như vậy. Trời ơi, mình sẽ có nhiều túi vàng như vậy nữa. Thích lắm. Đây là lúa cỏ chứ không phải là cây lúa của mình đâu. À, nó giống lắm anh thấy không? Nè, nó ốm mà nó cao hơn cây lúa. Ê, nè, có quà cho anh nè. Hả? Lên đây có quà cho anh của nè. Tôi. Quà của tôi. Sao biết của anh? Đây ngoắc luôn mà. Của tôi đó. Phải của tôi. Tôi nói của tôi. Bây giờ cả lên không? Không, giờ hai đứa lên rồi, coi đưa cho ai nè. Đi lên coi. Coi của ai nghe. Tôi bảo đảm tôi nói là của tôi. Của tôi. Anh cá không? Anh, đâu ra mà anh có của anh. Anh với cô trợ lý gặp mặt hàng ngày. Làm gì mà cô trợ lý tặng quà cho anh? Nè đẹp không? Đó tôi nói ông, tôi nói của tôi mà. Cảm ơn. Của anh Ba Cùng. Hay quá à. Ở đâu ra của anh Tư? Đây là của Ba Cùng, cô Út tặng đúng không? Chính xác, ủa sao anh biết? Trời ơi, hôm qua cô Út đã đưa tặng cho Ba Cùng rồi. Mà Ba Cùng nói đó, cái chuyện mà Ba Cùng giúp cho bà con á, là cái chuyện là trách nhiệm của anh Ba Cùng. Cũng giống như là anh Ba Cùng muốn chia sẻ và giúp đỡ bà con thôi, không có cần phải quà cáp gì hết. Đó, em cũng nói vậy nhưng mà hả, chị nói thôi ráng nói anh Ba nhận đi. Mà em có nói một câu là nếu mà anh Ba không nhận là trả lại cho chị đó nha. Thôi trả lại giùm cho Út đi, nhận mang tội dữ lắm. Biết rồi, biết ngay anh Ba không nhận mà. Anh, đừng có buồn, anh cũng có quà nữa.
Chưa có quà luôn hả? Ừ. À, có à, có quà. Nhưng mà chắc chắn là không phải của Út đúng không? Dĩ nhiên, quà này quà đặc biệt dữ lắm. Chắc quà của cô trợ lý tặng. Ê, 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 người người gì kỳ dễ sợ. Không có quà cái mặt bí xị, có quà mặt tươi dễ sợ. Tôi dễ sợ, có quà mà không tươi. Nhưng mà cô trợ lý tặng cho tôi món quà gì phải đặc biệt hơn ba cùng tôi mới chịu nha. Đặc biệt lắm. À, nặng nặng nha, nặng ký nha. Nặng lắm, cái này nặng, trên 50kg luôn mới chịu á. Trời đất ơi, trên 50kg luôn hả? Ừ. Bây giờ ha, anh nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại có quà hả? Ừ. Ờ, đâu, đâu? Nhắm mắt lại đi rồi, ừ, em sẽ đưa quà. Thiệt nha, đừng có gạt tôi nha. Nha. Rồi. 1, 2, 3, quà của anh nè. Ô, dạ, chú, dạ, 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 quà đi, quà nặng quá, trên 50kg luôn rồi. Trời, khoái luôn, khoái không? Thần nông. Trời ơi, tôi biết quà này đặc biệt mà. Cái quà này còn hơn là tôi ao ước nữa trời ơi. À, đơn là vui như đó đủ rồi. Dạ. Cho tôi hỏi nè, sao cỏ nhiều quá vậy? Không có phun thuốc hả? Dạ có chứ. Phun là đều đều hết á, phun thuốc diệt cỏ đều đều hết. Cái khi mà cái lá lúa lớn nè. Đúng. Là phun nè. Ừ. Và cái lúc mà cái bông cỏ nó, cái hạt cỏ nó cũng vừa lên lá rồi là con phun rồi đó. Vậy hả? Mà sao có số thì diệt được, còn một số không có diệt được là sao hả thằng Nông? Để cho ba cùng giải thích cho. Dạ, sao chú ba? Anh Tư nhớ nè, phun thuốc hậu nảy mầm diệt cỏ thì anh Tư chú ý chọn thuốc phải diệt hiệu quả cả ba nhóm cỏ, đặc biệt là phải an toàn cho lúa. Ruộng còn sót cỏ đuôi phụng và chắc lá lên theo chòm, nhất là chỗ gò do anh Tư vô nước rễ. Bà con mình hay bị cái trường hợp là khi thấy cỏ quét chòm á là phun với một liều lượng rất là lớn, mà phun phối trộn với là nhiều loại thuốc nữa, cho nên lúa rất là dễ bị ngộ độc. Chưa hết đâu. Trường hợp này, giải pháp an toàn nhất, hiệu quả nhất là anh Tư dùng thuốc trừ cỏ Meco kết hợp thuốc hậu nảy mầm Muto để diệt cỏ dại trong điều kiện ruộng có cả ba nhóm cỏ. Phun Meco và Muto giai đoạn mà cỏ từ 1 đến 3 lá thì đảm bảo sẽ tiêu diệt được hầu hết các loại cỏ. Trời ơi, tôi đâu có biết đâu. Vậy mà đó giờ cứ thấy cỏ là phun, thấy cỏ là phun, phun đại, phun bừa vậy đó, không chết phun chắc. Đâu có được. Nhiều khi phun tôi phun mà lúa chết trước cỏ luôn. Mình phun phải phun hiệu quả và mình phải phun theo đúng thuốc. Anh Tư hiểu không? Hiểu rồi. Cảm ơn chú Ba Cùng, cảm ơn cô trợ lý. Cảm ơn thằng Nông nhiều lắm. Nghĩa gì cái đó là trách nhiệm của bộ ba thằng Nông. Dạ. Nhớ nha, phun xong một ngày sau hãy vô nước cho dạ, em cỏ lại. Nhớ rồi, phun xong một ngày sau hãy vô nước cho em cỏ lại. Đó, đơn giản. Còn gì nữa thì trợ lý nhắc nhở cho bà con đi. Dạ. Bà con ơi, ở những ruộng nhiều cỏ dại, điều kiện làm đất khó bằng phẳng, muốn diệt cỏ an toàn cho lúa non, bà con nên 1. Ứng dụng giải pháp mới Meco kết hợp thuốc hậu nảy mầm Muto. 2. Phun Meco và Muto sớm lúc 5 ngày sau sạ, cỏ từ 1 đến 3 lá sẽ diệt hiệu quả 3 nhóm cỏ gây hại quan trọng an toàn cho lúa, đó là cỏ lồng vực, đuôi phụng, nhóm chắc lát và lá rộng. Ba lưu ý, phun xong ngày sau vô nước để tiếp tục ém cỏ. Và thời lượng đến nay đã hết. Hẹn bà con số sau sẽ gặp lại Thần Nông Vi Hành. Mô tô chuyên trừ cỏ trên lúa. Mô tô, sản phẩm của công ty Lion Agrivo. Lion Agrivo Việt Nam được thành lập từ tập đoàn Lion Chem Singapore, sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, có mặt hơn 25 quốc gia. Lion Agrivo, sức mạnh sư tử. Tập đoàn Lộc Trời thực hiện chương trình này.